Manufacturer. Ink. Firmly. Commercially. Microscope. Smoothly. Leak. Razor. Ink. Firmly. Commercially. Microscope. Smoothly. Leak. Razor. Manufacturer. Marcel Bitch, a French manufacturer of traditional ink pens, was the man turning the ballpoint pen into an item that today almost anyone can afford. Bitch was shocked at the poor quality of the ballpoint pens that were available, and also at their high cost. However, he recognized that the ballpoint was a firmly established invention, and he decided to design a cheap pen that worked well and would be commercially successful. Bitch went to the Biro brothers and asked them if he could use the design of their original invention in one of his own pens. In return, he offered to pay them every time he sold a pen. Then, for 2 years, Bitch studied the detailed construction of every ballpoint pen that was being sold, often working with a microscope. By 1950, he was ready to introduce his new wonder. A plastic pen with a clear barrel that wrote smoothly, did not leak and only cost a few cents. He called it the Bic Crystal. The ballpoint pen had finally become a practical writing instrument. The public liked it immediately, and today it is as common as the pencil. In Britain, they are still called Biros, and many Bic models also say Biro on the side of the pen. To remind people of their original inventors. Bitch became extremely wealthy thanks to his invention, which had worldwide appeal. Over the next 60 years his company, Société Bic, opened factories all over the world and expanded its range of inexpensive products. Today, Bic is as famous for its lighters and razors as it is for its pens, and you can even buy a Bic mobile phone. Marcel Bitch, một nhà sản xuất bút mực truyền thống người Pháp, đã là người đàn ông biến bút bi trở thành một vật dụng mà ngày nay hầu hết mọi người đều có thể mua được. Bitch đã bị sốc vì chất lượng kém của bút bi hiện có, và ông cũng bị sốc bởi vì giá thành cao của chúng. Tuy nhiên, ông cũng nhận ra rằng bút bi là một phát minh có giá trị vững chắc, và ông quyết định thiết kế một loại bút rẻ, mang lại hiệu quả cao và thành công về mặt thương mại. Bitch đến gặp anh em nhà Biro và hỏi họ liệu rằng anh có thể sử dụng thiết kế phát minh ban đầu của họ trong một trong những cái cây bút của anh được không? Đổi lại, anh đề nghị trả tiền cho họ mỗi khi anh bán được bút. Sau đó, trong khoảng 2 năm, Bitch nghiên cứu cấu tạo chi tiết của mỗi cây bút bi đang được bán và thường làm việc với kính hiển vi. Đến năm 1950, ông đã sẵn sàng để giới thiệu một sản phẩm kỳ diệu mới của ông, một cây bút bằng nhựa với nòng trong, có thể viết rất là trơn, không bị rỉ mực và chỉ tốn có vài xu. Bút bi cuối cùng cũng trở thành một dụng cụ để viết rất là có ích. Công chúng thích nó ngay lập tức và ngày nay thì nó phổ biến như là bút chì. Ở Anh, chúng vẫn được gọi là Biros. Và nhiều mẫu Bic thì cũng có dòng chữ Biro trên mặt của bút để nhắc nhở mọi người về những nhà phát minh ban đầu của chúng. Bic đã trở nên cực kỳ giàu có nhờ vào phát minh của ông, và phát minh này cũng có sức hút trên toàn cầu. Hơn 60 năm sau thì công ty của ông, Société Bic, đã mở các nhà máy trên khắp thế giới và mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm rẻ tiền. Ngày nay thì Bic rất là nổi tiếng vì bật lửa, dao cạo râu, cũng giống như là nổi tiếng nhờ bút viết. Và bạn thậm chí có thể mua chiếc điện thoại di động Bic